Ok, Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin kính chào toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Như các bạn thấy đây, trên cái màn hình quý vị anh chị đây là một chiếc xe Toyota. Đây là một mẫu Toyota Innova, có thể nói đời chót của cái form này. Và bà con ạ, đời chót của form này thì chắc các bác biết là đời bao nhiêu rồi. Sản xuất năm 2012, bản G xịn số sàn. Tên tư nhân biển Hà Nội, màu vàng cát, xe của nó thì cực kỳ đẹp cho anh em. Bà con có bác chị em nào mua chiếc xe này về chạy dịch vụ, chạy gia đình ở nhà thì em nghĩ với cái tầm tiền loanh quanh hơn 200 triệu thì em nghĩ rằng đây là một cái mẫu xe cực kỳ hợp lý và rất chất lượng cho quý khách hàng và quý bà con. Bà con có bác chị em chỉ cần nhấc máy lên alo trực tiếp cho em qua hai số hotline là 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ càng của em làm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và Tuấn Anh ô tô Hải Phòng rất hy vọng được đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng, quý bà con, có bác chị em một lần trực tiếp qua bên em trải nghiệm về cái mẫu xe bên em, cái chạy thử để cảm nhận được rằng xem xe bên em nó như thế nào. Ở trên thị trường bây giờ thì có rất nhiều những người bán xe, rất nhiều những salon to, uy tín hơn, cửa hàng có trách nhiệm hơn. Đấy, nhưng mà chất lượng xe thì chúng ta cần phải đánh giá bằng mắt thường và thực tế kiểm tra. Vì thế nên là tuy rằng các bạn không mua xe bên em, nếu như các bạn nào mà có nhu cầu muốn mua xe, tìm hiểu về dòng Innova thì các bạn cũng có thể là chạy qua bên em để trải nghiệm, chạy thử xem nó có hợp lý hơn so với bên khác không, nó chất lượng hơn so với bên khác không. Còn tất nhiên ở đâu đẹp, ở đâu rẻ thì các bạn mua, chứ không nhất thiết là phải mua bên mình, đúng không ạ? Đó là một điều rất là đương nhiên thôi. Đấy. Cửa hàng em nằm tại mặt đường quốc lộ 10. Đây là hướng giao thông lưu chính từ Hải Phòng, Quảng Ninh. Đây là hướng về Thái Bình, Nam Định, là Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Bên kia là hướng ngược lại. Đối diện bên kia là ngôi chùa Cao Linh, một ngôi chùa lớn nhất Hải Phòng hiện nay. Và nói về chiếc xe Innova này thì đang đeo biển 30F40119, đăng kiểm mới đến tháng 5 năm 2024. Và đặc biệt cái lớp sơn màu vàng cát thì nó khá là ok. Có mỗi phần biển đằng trước này thì do là cái phần này nó bị ố, cái phần nhựa mica là nó ố nên nó hơi có độ vàng vàng rồi, rồi xe còn rất là đẹp luôn. Từ những cái phần mặt ca lăng của nó này, cộng với từ phần ốp đèn này cho đến ốp đèn hậu, đèn trên, đèn dưới của nó đều rất là đẹp cho anh em. Từ những phần ốp gương cho đến tay lắm mở cửa mạ chrome, cho đến những cái chân kính này, cho đến những cái vè mưa còn rất xịn sò và rất là đẹp. Tóm lại thì với đăng kiểm tháng 5 năm 2024 thì quý khách hàng và quý bà con có thể mua chiếc xe này về sử dụng mà không phải làm bất cứ một cái gì. Bên trong xe thì không có vấn đề gì mục bọt, tâm đụng hay tai nạn hay ngập nước. Hệ thống na răng đúc của nó còn khá đẹp, hệ thống điều hòa cực kỳ mát, đang chảy nước rất là sâu. Tay lắm mở cửa mạ chrome. Hiện tại như con này thì Tuấn Anh đang chào bán với giá là 252 triệu đồng. Bên em bao rút hồ sơ gốc cho anh em, hỗ trợ cho anh em về chi phí vận chuyển, hỗ trợ cho anh em về thủ tục ra tên bấm biển. Và các bạn thấy đây, rất nhiều bác là không biết cái dàn nước ở sau này là nước gì. Đây là nước điều hòa bản G xịn. Bản G xịn thì nó chia ra làm hai dàn điều hòa, ba cửa gió, và hai cửa gió ở phía sau thì nó riêng một dàn độc lập, và cửa gió phía trước là một dàn độc lập. Vì thế đến với chiếc bản G là nó phải có hai dàn điều hòa, và cái ống nước của dàn điều hòa thứ hai nó sẽ chảy ra phần gần bô này, các bạn có thể thấy được. Xe được trang bị gạt mưa sau, cảm biến lùi đầy đủ và có cả đuôi gió đàng hoàng. Anh em khu vực Hà Nội, Sài Gòn mua chiếc xe này không mất thêm 20 triệu tiền phí vào thành phố. Bà con nhé. Màu vàng cát rất là đẹp cho anh em với cái tầm giá là 252 triệu đồng. Thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này, anh em thấy đây, nó rất là đẹp cho anh em này, nó rất là đẹp cho anh em. Mẫu xe này thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 và 0971 255 863. Sản xuất năm 2012, phiên bản số sàn, bản G, bản đủ xe gia đình sử dụng. Với cái tầm giá 252 triệu đồng thì em nghĩ rằng đây chắc chắn sẽ là một cái mẫu xe 7 chỗ rất là đáng dùng cho tất cả mọi người. Bên trong xe thì được trang bị hệ thống trần nỉ nguyên bản từ đầu. Đã được bọc một lớp ni lông, ba dàn điều hòa, vô lăng của nó thì cực kỳ đẹp cho anh em. Còi ngân, bà con nhé, còi ngân. Và tất cả hệ thống của nó chủ nhân cũng trang bị rất là nhiều. Trang bị cả phần màn hình Android, cam hành trình. Màn hình Android, cam hành trình, nội thất ghế da và tất cả những phần tem dập trên khung nhà máy. Bà con thấy đây, từ những con ốc này của nó còn nguyên zin này, chưa có tí gì vặn ra sơn lại. Từ những cái phần hệ thống tắp ly tắp lô của chiếc xe còn rất là đẹp, lỉ liếc là còn nguyên bản. Keo chỉ của nó còn khá đẹp cho anh em. Với cái tầm giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 252 triệu đồng. Trang bị cảm biến dừng đỗ rất là đẹp cho anh em. Gương kính chỉnh điện đầy đủ hết theo xe. Trang bị hệ thống túi khí ABS đầy đủ. Và nội thất của nó thì cực kỳ sạch sẽ và đẹp đẽ cho anh em. Con này thì về thì bên em mới dọn dẹp rửa ráy,
lên sàn của nó còn rất là sạch, âm thanh loa đầu đài nghe rất là hay, chân nỉ nguyên bản, nó rất là ghế thứ ba của nó cũng khá là rộng rãi và sạch sẽ cho anh em. Đấy, tất cả đây là ghế da nguyên bản nhá, ghế da nguyên bản không có đâm đụng, không có đổi màu và cũng không có bị bọc lại. Đấy, ngồi rất là êm luôn. Tất cả hệ thống phía sau của nó này còn khá là đẹp cho anh em. Đấy, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ này bà con thấy đây. Keo chỉ còn khá là đẹp để bà con có thể mua chiếc xe này. Với tầm giá loanh quanh hơn 2 đồng, 252 triệu là bà con đã sở hữu được một chiếc Innova 2012 bản G. Một mẫu xe tư tư nhân chính chủ biển Hà Nội, một mẫu xe gia đình sử dụng khá là đẹp và khá là ok cho anh em. Tất cả chỉ cốp chỉ tiếc của nó đều rất là đẹp cho anh em. Không lỗi bà con nhé, không lỗi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đây, cốp đít của nó còn khá đẹp cho anh em này. Đấy, đây là phần tay công hay là kích tiếc, để đồ của nó còn nguyên bản, hệ thống kích dự phòng của nó còn nguyên bản theo xe hết. Và phần đuôi xe cũng như phần gầm xe thì anh em thấy gầm bệ của nó thì em thấy là nó khá là ổn định luôn, chưa có một tí gì xương gầm, tem ở cái phần ấy của nó còn nguyên bản này. Đấy, phần đấy là còn rất là đẹp cho anh em. Gần như đây là một chiếc xe còn khá là ổn định và rất là zin cho anh em. Và bà con, có bác chị em nào đang có nhu cầu muốn sở hữu về những cái mẫu xe 7 chỗ thì nhà em còn đang còn 6-7 chiếc xe Innova như thế này. Đấy, bà con nhé, 6-7 chỗ, 6-7 con Innova như thế này. Và bà con có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng bên em để có thể biết được thêm thông tin chi tiết cũng như là tất cả mọi chức năng của chiếc xe, hay là tất cả mọi xe đều nó đẹp và ok. Cột kèo của nó thì khẳng định cho anh em là cột kèo nguyên zin hết từ đầu, không lỗi, không đâm đụng vào phần cột kèo như thế này. Đấy, với cái tầm giá loanh quanh hơn 200 triệu, 252 triệu bao rút hồ sơ gốc cho anh em, thì quý khách hàng và quý bà con có thể sở hữu ngay về mẫu xe này một cách yên tâm nhất và một cách là ổn định và ok nhất cho bà con. Đấy, tất cả phần nỉ của nó, ở phần tắp ly của nó này, anh em thấy đây, phần nỉ, phần tắp lô hay là tắp ly của nó khá đẹp. Với form này thì nó được trang bị hai túi khí rồi, bên tài và bên phụ, nội thất ghế da còn khá đẹp cho anh em. Với cái tầm giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 200 triệu thì em nghĩ rằng đây chắc chắn sẽ là một cái mẫu xe cực kỳ đẹp và rất chất lượng cho quý khách hàng và quý bà con. Vâng, đăng kiểm mới tháng 5 năm 2024, mua về chỉ việc sử dụng gia đình thôi, không phải làm thêm một cái gì cả bà con nhé. Bà con nào mua xe bên em thì với những chiếc xe như thế này thì em hỗ trợ cho anh em cũng như là miễn phí thay dầu cho anh em. Bà con nhé, với dầu máy thì chả biết là ông chủ cũ ông có thay không hay là thay chưa, nhưng mà bên mình vẫn miễn phí thay dầu mỡ. Thực ra thì dầu mỡ nó chỉ có vài trăm nghìn thôi, coi như là cái tiền lộc lá cho quý khách hàng và quý bà con. Bên trong xe thì xe chạy được 11.000.540 km, nhưng mà con này thì em nói thật với các bác là cũng không được đúng 11 vạn đâu, nó phải hơn rồi. Vô lăng này thì khâu ra tới mới, vô lăng khâu ra rồi và mặt cắp còi của nó còn khá đẹp. Màn hình Android đầy đủ luôn, có cả hỗ trợ SIM 4G, có cả cảm biến lùi dừng đỗ bà con nhé. Màn hình Android trên gương thì nó có cái cam hành trình, con này thì nó sẽ dính vào cái phần này để cho bà con có thể mua. Cam hành trình thì nó đơn giản thôi, anh em có thể vào cái phần cái này, nó hết cái băng dính rồi thì mình sẽ lấy băng dính mình dính vào. Con này thì hiện tại đang tạm thời đang nắp vào đây đã. Vệ sĩ lái xe thì nó sẽ nhìn đây ra mặt em luôn này. Ấy xe quá ok luôn các bạn này. Hello, xin chào mọi người nhá, ok chưa? Đấy, cái màn hình này anh em này, màn hình thì người ta sẽ lắp ra ngoài như thế này, như thế này để cho anh em có thể là biết được là cái định vị cũng như phần cảm biến này. Đấy, màn hình rất xịn sò cho anh em nhá. Tóm lại thì nó có và mai em sẽ gắn lại cái đấy cho anh em, không mất được mà sợ bà con nhé. Tất cả hệ thống sấy kính của nó đầy đủ hết này, cộng với lại tẩu thuốc, cộng với đầu là ủ số của nó khá đẹp cho anh em. Quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Xe có cả đầy đủ gương kính chỉnh điện, đầy đủ hết bà con nhé. Mặt gương chỉnh điện với dòng Innova như thế này, là một chiếc xe Innova bản G, có cả hệ thống gương cầu lôi và tất cả hệ thống kính điện của nó là lên xuống một cách rất là ổn định cho quý khách hàng và quý bà con nhé. Với cái tầm giá như thế này thì em nghĩ là nó khá là hợp lý để bà con có thể mua chiếc xe này. Rất ok để anh em có thể mua. Rất là hợp lý này, bà con thấy đây, lên xuống một cách rất nhịp nhàng và rất ổn định, âm thanh thì nghe rất là hay, màn hình cực kỳ sắc nét cho anh em. Giờ chúng ta sẽ xem mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra xem máy con này nó còn chất hay không, chúng ta sẽ cùng xem nhé. Đây là phần khoang máy đã được vệ sinh một cách rất là sạch sẽ và đẹp đẽ cho anh em. Tất cả hệ thống của nó còn rất là đẹp, đầu dàn của chiếc của nó khá là ok cho quý khách hàng. Phần cabo chỉ của nó còn khá đẹp cho anh em như thế này, với cái tầm giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 252 triệu
thì quý khách hàng và quý bà con của anh chị em đã có thể sở hữu ngay về chiếc Innova G 2012 2012, số sàn máy của nó là 2.0 bản G xin. Có số xe gia đình sử dụng công nhân không còn đủ công taxi không phục. Đó, bà con thấy ở đây tất cả hệ thống cabo của nó là cabo zin hết nhá. À, tất cả những cái lỗ tròn của nó còn nguyên bản này. À, lỗ tròn của nó còn nguyên bản. Với tầm giá như vậy thì em nghĩ đây là một cái mẫu xe cực kỳ ok, rất hợp lý cho anh em và quý khách hàng. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này, hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thành phố Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.